Quang Trung xin được chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với Mình Ăn Trưa Nhé. Và Mình Ăn Trưa Nhé sẽ phát sóng vào lúc 12:30 mỗi trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy cùng chờ xem hôm nay chúng ta sẽ có những khách mời đặc biệt và dễ thương như thế nào nha. Xin mời. Và mọi người thấy đó, ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều những khách mời xinh đẹp, lộng lẫy, lung linh, rực rỡ, sắc màu. Và Trung biết là bản thân mình nhan sắc không có được lộng lẫy bằng, cho nên đã chọn một màu áo hơi tươi tắn chút xíu để khỏa lấp đi cái nhan sắc mà thiếu thốn đó. Chúng ta sẽ có thể nhìn hơi đơ không cả nhà. Mình sẽ cùng nhau sinh động chút xíu, mình giới thiệu về mình nè. Em tên là Thanh Trần, hiện tại em đang là diễn viên tự do và là MC. Nhìn em vui quá, em vô dẫn chung với anh luôn đi. Dạ. Ừ, nhìn hài với sợ. Em là Thanh Đặng, em là chồng của Thanh Trần. Ủa là em là bây giờ mình làm MC, diễn viên mình lôi chồng vô showbiz luôn hả em? Không, tại em thấy cũng thiếu, muốn nhán người đàn ông á. À, vô chơi. Rồi, nghe nè. Dạ, em là Quỳnh Phụng, em là bạn của Thanh Trần. À, là bạn của Thanh Trần, là bạn của chồng Thanh Trần. Dạ. Gia đình hạnh phúc ha cả nhà. Rồi bên này nè. Xin chào mọi người, em tên là Minh Tuyền, hiện tại em là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Còn em? Dạ, xin chào mọi người, em là Phương Dung và hiện tại em đang là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Rồi, còn em cuối cùng nè. Xin chào mọi người, em tên là Trâm Anh, hiện tại em đang là sinh viên và là mẫu tự do. Như là đội bên mình có vẻ hơi chênh lệch với lại bên này chút xíu hả? Bên mình là thiên về cái sự hài hước đúng không? Nhìn mặt thấy mắc cười rồi. Còn bên này nhìn cái là chỉ muốn ngắm thôi. Hay là bây giờ mình coi mình đặt tên đi. Mình nhường đội hài hước đặt trước nè. Dạ. Tụi em, nhóm tụi em tên là Bừng. Bừng. Dạ tên Bừng. Nhóm tụi em có tên là Ba Cô. Ba Cô. Cái tên không có mấy cục xúc hả cả nhà? Dạ. Rồi, vậy bây giờ là Bần với lại Ba Cô sẽ thi đấu với nhau. Bây giờ Bần cử một cái nút Bần lên đi, Ba Cô cử một cô lên, bánh thù xì coi đạo đội nào thắng trước nè. 1, 2, 3. Ấy, từ từ. Anh đếm là 1, 2, 3. Anh đâu có đếm 1, 2, 5 đâu em. Không, ý là em chưa vô thế. Rồi, anh dùng cái từ khác nha. Bánh thù xì. Quảnh tù xì. Rồi, bây giờ mình sẽ lựa chọn coi là mình chơi trước hay là đội Ba Cô chơi trước nè. Ba Cô chơi trước. Mời các chị. Rồi, bây giờ Ba Cô chơi trước. Bây giờ mình sẽ theo chân Ba Cô vào chợ để xem Ba Cô đi chợ như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ giao cho đội bạn đi chợ và những cái món mình muốn mua là gì mình nói với bạn nha. Bắt đầu. Trà xanh, xăm mật ong. Trà xanh, xăm mật ong. Trà xanh, xăm mật ong. Xăm. Đúng rồi đó. Đọc lại nguyên câu, nè. Trà xanh, xăm mật ong. Rồi, xăm hết. Chuyên quá. Trà chanh xăm. Cổ hông hả? Trà xanh, trà chanh xăm. Trà xanh xăm. Cái gì đó, đúng rồi. Rồi mình lùi đây nè, mình lùi đây nè. Rồi, quay lên. Trà xanh xăm, cá súp. Trà xanh, trà xanh. Xả xị. Trà xanh xăm. Sứa cắt sợi. Ngừa ngăn chơi là gì? Ngăn chơi hả? Ngừa. Sứa cắt sợi. Sứa ăn chơi hả? Lâu vậy? Sứa. Hả? Sứa. Nè. Đây, mình giờ xíu. Rồi, ok. Rồi. Sữa. Hạt mật ong. Chanh mật ong. Đúng không? Ok. Chanh mật ong. Chanh. Mật ong. Chanh mật ong. Kẹo hương me nhân xí muội. Kẹo hương me nhân xí muội. Kẹo xí muội. Kẹo xí muội. Chị, kẹo xí muội. Kẹo xí muội dừa. Kẹo xí dừa. Xí. Kẹo xí muội. Kẹo gì muối ta? Kẹo xí muội. Quá đủ cho một mối tình rồi. Bỏ đi. Tìm đi em ơi. Bánh đắc cơ, nhân đậu nành và mè. Kẹo muối. Bánh ướt. Bánh đắc cơ đậu nành và mè. Và mè. Bánh đắc cơ nhân đậu nành và mè. Bánh và mè.
chứ Thơm. Thơm chứ Thơm. Thơm. Mẹ. Mẹ. Mẹ nghe cái gì vậy? Thơm chứ Thơm mẹ. Thơm mẹ. Thơm. Thơm. Mẹ. Mẹ. Nó đâu phải là một món đó. Trời đi Thơm hết chứ. Chị lấy kẹo mẹ đi. Lấy Thơm lấy mẹ nữa hả? Ờ. Nước sốt mè rang. Nước sốt mè rang. Đúng rồi. Đó, tại vì em cái khẩu hình em nó rõ ràng quá. Nước sốt mè rang mà cái mặt em còn diễn nữa. Nước sốt mè mè rang. Nước sốt mè rang rang rang. Nước sốt mè. Nước sốt mè rang. Chị, nước sốt, nước đường, nước sốt. Nước đường nước sốt mè. Nước sốt mè. Tôm mè rang. Nước sốt mè rang. Rồi, chuẩn bị hết giờ nha. 5. Gom hết đi, gom hết đi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Về, về thôi, về thôi. Rồi, sau cái màn đi chợ của ba cô mà do bần của chúng ta yêu cầu những cái món cần phải mua thì có vài món sau đây: trà xanh, sâm, mật ong. Thì mình nghe ra cái gì trà chanh, sâm, rồi cá súp, rồi qua bên bạn là xá xị, nước sâm. Cuối cùng là bạn bóc được cái gì ta? Trà xanh sâm là cái nào? À, rồi tụi em lấy là trà xanh C2. Đây là trà chanh, hương, trà xanh. Còn cái của mình cần tìm là trà xanh, sâm, mật ong, cho nên là mình tạm thời chưa chính xác. Xong rồi phút cuối là có một cái đoạn là mình gom hết đồ vô, mình bỏ đại đúng không? Không có. Tụi em chắc lọc từng cái. Đúng rồi, nhưng mà rất tiếc là một cái mà dư thừa đó thì sẽ bị phạt 500 ngàn tiền mặt nha. Rồi, cái tiếp theo là sứa cắt sợi. Thì đây, đây, nghe ra một cái từ đó là cái gì mà ngựa ăn chơi. Rồi, ngứa, sữa. Cuối cùng mọi người quyết định là sữa đúng không? Rồi mọi người lấy cái gì? Sữa. Rồi. Sữa, mấy cá sữa nè. Hay quá, không có sứa cắt sợi. Vậy là mình bị phạt thêm 1,5 triệu nữa nha mọi người. 2 triệu rồi. Rồi. Tiếp theo. Hình như mình không đúng cái gì luôn á. Tiếp theo mọi người đoán gì ta? Anh à, cho em hỏi là tiền mặt luôn nè anh. Nó giỡn vậy thôi, không có phạt tiền đâu. Nghe xanh mặt liền. Rồi, thạch mật ong. Thì mọi người nghe ra chanh mật ong. Cuối cùng mọi người cũng không lấy được đúng không? Đây không có. Ừ, xui quá. Tiếc ghê. Kẹo hương me nhân xí muội. Thì mình lại nghe ra cái kẹo xí muội rồi kẹo thừa muối. Rồi, cuối cùng mình lấy gì nè? Không có kẹo luôn đúng không? Rồi, mình thấy dư rất là nhiều món ha. Để coi coi nè. Bánh cracker nhân đậu nành và mè. Thì mình nghe ra bánh ướt. Rồi sau đó là bánh ướt trái thơm. Xong rồi cuối cùng chút là thơm me. Rồi lấy thơm lấy mè nữa. Dặn bạn mình lấy thơm lấy mè luôn. Bây giờ mình có thơm có mè không? Đây có thơm đây. Không có mè. Dư thêm trái thơm nữa nha cả nhà. Không có mè luôn. Cái câu cuối cùng là nước sốt mè rang. Đây là nước sốt mè rang của chúng ta sau đây. Nhưng mà mọi người lại nghe ra là nước sốt mè rồi. Không, em nghe đúng, em nghe chính xác. Đó. Nhưng mà chúng giờ hỏi ra có gì liên quan tới tương cà, đậu phộng da cá với lại thịt heo hầm vậy ta? Nói chung là mình lấy khá nhiều đó, mình rất là chu đáo. Mình sợ, mình coi như là cẩn thận bôi nấy mà đúng không? Mà mình hơi cẩn quá cho nên dư hết nha cả nhà. Tạm thời mình chưa ghi được điểm nào cho vòng này. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với đội bần để mình coi câu đội bần đi chợ như thế nào nha ba cô. Rồi, mời đội bần. Mình ổn không? Cả nhà ổn ha. Rồi bây giờ ba cô mình có dịp mình hành lại bạn của mình. Rồi bây giờ mời ba cô cùng với đội thi đấu bần của chúng ta trong vòng đầu tiên đi chợ. Xin mời. Nắm búa Huế. Nắm tuyết. Đúng rồi. Bây giờ okay. Nắm tuyết. Nắm tuyết. Chiên tuyết. Năm tuyết. Chiên tuyết lạnh. Năm tuyết. Ờ. Trời. Chiên tuyết lạnh. Xương hầm ngũ quả. Xương hầm ngũ mở, quả. Mở cái miệng chứ. Xương hầm ngũ quả. Rau củ quả. Đúng rồi. Rau củ quả. Rau củ rồi quả. Đầu hủ số má. Rau củ quả. Rau củ quả. Rau củ quả. Đúng rồi. Rau củ quả. Gì? Rau. Rau củ quả. Đậu hủ. Rau củ quả. Đậu hủ. Rồi xong chưa? Ổn chưa? Ổn chưa? Nhà mình ổn chưa? Rồi tiếp tục nè. Bánh hỏi hương lá dứa. Bánh giò chả cá. Bánh hỏi hương lá dứa. Bánh chưng bánh dày. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bánh chưng bánh dày. Bánh chưng bánh dày. Đúng rồi, đúng rồi.
Bánh chưng bánh dày. Cái gì? Bánh chưng bánh dày. Bánh chưng bánh dày. À, bánh chưng bánh dày. Ừ. Mì sa tế hành tím. Mì sa tế hành tím. Mì sa tế hả? Hành tím. Cái gì mà hấp hấp gì? Mì sa tế hấp trứng. Mì sa tế nước dừa. Ờ sa tế. Sa tế. Gì? Sa tế. Anh ơi. Cổ ơi. Sa tế à, sa tế. Hay là bánh. Tới. Tiếp đi em. Bạn con bé vẫn chưa hết hoang mang. Hay có gì đó sai sai nhưng mà không biết sai chỗ nào. Tiếp tiếp. Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà. Cái miệng á, cái miệng á nhỏ. Mình mở mở cái khẩu hình mình ra chút xíu. Kẹo nhai sô cô la hương bạc cháu hà. Cháo cá thịt luộc. Mà làm gì? Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà. Ơ trời. Cháo cá thịt luộc. Có gì quá. Cháo cá. Cháo cá. Mời. Ừ. Thịt heo luộc. Thịt heo heo heo. 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 Luộc luộc luộc. Heo luộc. Ừ ừ đại đi ừ. Heo. 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 Heo ừ heo. Heo luộc. Cánh gà. Heo. À thịt heo. Heo heo. À rồi. Nước tương đậu nành. Đậu nành. Đúng rồi. Đậu nành. Đậu nành. Đậu nành. Trời ơi chuẩn quá. Chuẩn quá. Chuẩn bị hết giờ nha cả nhà. Hết giờ. Hết giờ rồi. Ai, cười đau bụng với lại cái phần thi của Bần luôn á Bần. Gì đâu mà nghe cô bé. Đi cô bé là truyền đọc thông tin là coi như đầu tiên nè. Rất là tự tin nha, nghe được gì cái đậu xanh. Đậu xanh. Kệ, mày muốn lấy gì mày lấy đi à. Mà thông tin không biết đúng hay không nha. Đây, em muốn hỏi Thanh Trần nhẹ chút xíu chứ là mình đi chợ mình mua đồ ăn về nhà nấu ăn đó em. Thì theo em Kim Tuyến nấu được cái gì ăn? Mà em truyền cho chồng em bắt đầu. Nói gì này Kim Tuyến? Lạnh. Ủa là Tuyến. Tuyến hả? Tuyến lạnh chứ không phải là Kim Tuyến. Ủa tuyến lạnh nấu gì má? Ờ cái món mà tao suy nghĩ ra không thấy ra luôn. Ừ cuối cùng em truyền cho bạn chữ gì? Nấm tuyết. Đúng rồi, biết nó là cái gì không? Mắm Huế em. Vậy đó. Mình lấy về rồi, mình có lấy được miếng tuyết hay kim tuyến nào không? Em thấy chị đá. Đá, à, nó liên quan tới thông tuyết. Mình lắm cả nhà, không lấy tuyết, không lấy tuyến luôn, lấy đá. 500 ngàn đầu tiên. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cái tiếp theo. Rồi, giờ anh hỏi thăm cái đậu hũ số má là gì nữa. Đậu hũ gì nghe máu mặt dữ vậy em hả? Rồi, đây rau củ quả, người ta truyền qua đậu hũ số má. Cái từ đúng của người ta là sườn hầm ngũ quả. Bánh hỏi hương lá dứa. Thì nghe đây bánh chưng bánh dày. Hết sức tự tin luôn. Bánh chưng bánh dày. Rồi dâng lên trời lên đất tầm lum hết rồi. Em cũng không lấy gì. Em không kiếm cho em. Em không lấy được gì hết luôn. Dạ. Rồi có đâu lấy. Ủa sao bạn nói lại đi. Rồi cho anh hỏi thăm luôn. Đúng là vợ chồng đúng là giống nhau, suy nghĩ giống nhau. Đây một người lấy kim tuyến nấu ăn đúng không? Người lấy salon bát nướng lên. Sao em ăn gì salon bát vậy em? Kể anh nghe coi. Không. Vậy vậy em chỉ mỗi cổ. Nhưng mà mình nấu ăn hiểu không? Em lấy mình luộc biết lên mình ăn. Trời ơi nè. Đây người ta là mì sa tế hành tím. Thấy không? Đây qua mì sa tế hấp trứng. Bắt đầu là cái tóc bắt đầu rối rồi. Truyền qua bên hả Thanh Trần thì ra mì sa tế nước dừa. Con được nghe thấy ghê không? Mì tự nhiên cái sa tế còn bỏ nước dừa nữa. Tới này. Đó thì đó bắt đầu chồng thông minh đó. Không lấy một salon bát nữa lấy sa tế. Mà sai nha em nha. Rồi 1,5 triệu. Cái câu rất là dài. Chốt hạ lại một từ duy nhất thôi. Heo. Em lấy heo đúng không? Rồi. Để nói cho em nghe cái heo này của em biết nó là cái gì không? Kẹo nhai sô cô la hương bạc hà. Mày chỉ không, mày nói là cá cu thịt heo. Đó, nó qua cháo cá thịt luộc. Xong bắt đầu nó qua cánh gà. Quyết định không tìm được cánh gà lấy thịt heo. Rồi sai nhé 2 triệu. Rồi chúc mừng cả nhà mình. Cuối cùng nước tương đậu nành. Rồi truyền ra đậu xanh, rồi truyền ra đậu nành. Đó, cuối cùng có gì nè? Trời, có sữa đậu nành. Có sữa đậu nành đúng không? Không biết lấy bịch nào lấy cả 2 bịch đúng không? Bonus thêm trái xoài nữa hả? Cảm ơn cả nhà mình bữa nay. Ôi trời ơi, ba cô Bần đi chợ. Cho nên là không ai ghi được điểm nào cả. Kỷ lục của chương trình chúng ta, cả hai đội hòa nhau 0-0. Chúc mừng hai đội. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến vào vòng tiếp theo là vòng gọi món. B-
Vân ơi, bữa nay mình đi nhà hàng muốn gọi món gì nè? Mình gọi món gì mình gọi, mình đặt một câu trong đó có một cái từ mình muốn gọi, mình cái món mình muốn gọi đó, mình gọi cho bạn mình đi lấy nha. Xin mời. Buổi trưa ăn trái bưởi rất chua luôn. Hả? Buổi trưa ăn trái bưởi rất chua luôn. Mở to ra to ra. Buổi trưa ăn trái bưởi rất là chua luôn. Cái gì vậy trời? Lại đi chị một lần nữa. Buổi trưa ăn trái bưởi rất là chua luôn. Lá dứa. Lạc nữa. Lá dứa. Lạc nữa. Ồ, lá dứa. Lạc nữa. Lá dứa. Lạc nữa. Lạc. Phụ lạc. Nướng em. Lạc nướng. Kẹo đậu phộng anh đầu đường bán. Kẹo đậu phộng. Kẹo đậu phộng. Đậu phộng. Kẹo. Kẹo đậu phộng. Boom boom. Boom. Kẹo đậu phộng. Kẹo đậu phộng. Em ơi nghe được chưa? Kẹo. 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 Sáng mẹ cho 2.000 mua cây sả. Hả? Sáng ra mẹ cho 2.000 mua cây sả. Hả? Hả? Một lần nữa. Sáng ra mẹ cho 2.000 mua cây sả. Cái gì ta? Em cũng không biết nữa. Em không biết luôn. Không. Lấy bánh tráng đi. Lấy bánh tráng đi. Bánh tráng. Bánh tráng gạo lứt. Tiền ám à. Lấy bánh tráng gạo lứt lại đi. Không nghe được. Tiền ám. Lấy lại đi. Bánh tráng gạo lứt. Lấy luôn tiền sự đi em. Gạo lứt. Bánh tráng. Bánh tráng. Gạo lứt. Bánh tráng gạo lứt. Một trong hai. Bánh tráng ha. Bánh tráng gạo lứt. Bánh tráng gạo lứt. Ồ. Ghê cái món. Bánh tráng gạo lứt. Bánh tráng gạo lứt. Kẹo mà không cứng được gọi là kẹo dẻo. Hả? Kẹo. Kẹo mà không cứng thì được gọi là kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Ồ. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Mai mở tiệc sốt ướp đồ nướng. Khó hơn nữa đi, khó hơn nữa đi. Mai mở tiệc. Dễ quá. Sốt ướp dài đồ nướng. Dài dữ vậy. Thì tại nó dài nên mình phải đọc dài. Ủa chị đang nói hay là chị đọc vậy? Đang nói đang đọc. Sốt ướp đồ nướng. Hả? Ủa vậy mà nguyên câu. Vậy nó còn không biết nữa kìa. Ừ, nguyên câu lại nè, nguyên câu lại nè. Sốt ướp đồ nướng. Đó, ok. Nước cốt dừa. Đúng rồi. Nước cốt dừa. Đúng luôn. Nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Nước cậu ta cốt dừa. Má mua hộp phô mai. Hả? Má mua hộp phô mai. Cái gì phô mai ta? Má mua hộp phô mai. Bố tôi họ phô mai, họ phô mai. Bố phô mai. Phô mai con bò cười á. Bò cười. Phô mai. Bà cười liền à. Phô mai. Bà kêu bò cười cái bà cười phô liền phô mai. Phô mai. Phô mai. Ừ. Nam. Phô mai. Phô mai con bò cười. Phô mai bò cười. Ở đây nè, ở đây nè. Hết giờ. Câu của Thanh Trần đó là cái gì nè? Thanh Trần nói lại nè. Buổi trưa ăn trái bưởi rất chua. Luôn nè. Luôn đó. À, ở trong đó có từ bưởi chua. Đó, thì mình phải lấy trái bưởi mới đúng. Coi như trời cái này ơi, nó nói cái gì? Trồng, trồng lên, lên, lớn lên vậy. Ừ. Rồi, tiếp theo là kẹo đậu phộng anh đầu đường bán. Thì mọi người dễ dàng nghe ra kẹo đậu phộng đúng không? Vậy có lấy được kẹo đậu phộng không? Được. Rồi, chính xác, một món chính xác nè. Món chính xác đầu tiên của chương trình mình luôn đó cả nhà. Đây. Tiếp theo, sáng ra mẹ cho 2.000 mua cái sả. Nghe ra bánh tráng gạo lứt. Rồi nghe ra tiền án nữa em. Sao mà nghe hay vậy? Cuối cùng lấy ra cái gì nè? Bánh tráng gạo lứt. Hay quá, nhưng mà sai rồi nha. Rồi. Câu tiếp theo, kẹo mà không cứng được gọi là kẹo dẻo. Thì em cũng nghe là kẹo dẻo luôn. Chính xác. Một món thứ hai, hồi độ mình ráng gỡ lại nha mấy em. Đừng buồn, cái gì đâu buồn. Rồi. Nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Cơ sở gì mà nghe nước cốt dừa nè. Em thấy chữ nước cốt dừa. Đâu, nước cốt dừa đâu? Đây. Rồi, sai nha. Rồi. Cái câu của người ta là mai mở tiệc sốt ướp đồ nướng. Mình phải tìm chai nước sốt ướp đồ nướng kìa. Còn nước cốt dừa là sai luôn nha. Cuối cùng, má mua hộp phô mai. Đây, có phô mai. Nhưng mà cái này là hết giờ rồi cho nên rất tiếc không, là mình không, tại không tìm giờ. Được. Vậy hả? Thì cũng không tìm được là coi như không tính đó em. Rồi, coi như là mình tạm dẫn trước với lại hai món đồ Bần đã kiếm được rồi. Bây giờ để coi là Bần sẽ kiếm được mấy món. Nếu mà Bần kiếm được nhiều hơn thì Bần sẽ ghi được một điểm. Còn nếu không thì ba cô sẽ ghi được một điểm cho vòng này. Xin mời Bần. Rồi, xin mời đội ba cô gọi món nè. Tình yêu của em bánh kem sốt như màu xanh của lá. Sô-cô-la. Ồ. Ghê, ghê. Sô-cô-la.
Thôi xài đó. Sô-cô-la. Biết rồi má. Mẹ đi chợ mua giùm em một nghệ nha. Lại. Mẹ đi chợ mua giùm em một nghệ nha. Cà. Ôi sao tự nhiên. Cháy cà. Ok. Cà chua. Chả cá chả cua. Chả cua. Chả cá ok. Ba thương con vì con giống trái thanh long. Trời ơi. Ba thương con vì con giống trái thanh long. Cái gì long. Trân châu. Long. Nóng quá đi. Dây. Không biết. Nó đọc mày bây giờ. Cái gì nóng quá đi. Cái gì nóng quá đi. Cái gì nấu mà nóng quá đi. Cái gì là cộng bông. Nóng cái nó nóng quá đi. Hôm nay uống dầu mè ngon muốn xỉu. To lên. Anh sao nghe được. Hôm nay được uống dầu mè ngon muốn xỉu luôn á. Gì vậy? Hôm mai con bò cười vô. Lẹ. Không nghe. Mày nói đại đi. Không nghe. Ok. Tự lấy đi. Hôm nay bỏ Thanh Trần đi ăn bánh gạo vị ngọt với em. Hôm nay bỏ Thanh Trần đi ăn bánh gạo vị ngọt với em. Làm thơ luôn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh muốn đi cùng với em. Làm thơ. Gần dữ rồi. Tha má nè. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh muốn đi cùng với em. Hôm nay bỏ Thanh Trần đi ăn bánh gạo vị ngọt với em. Cà phê. Ok. Cà phê. Mới đi. Cà phê. Mới đi. Phê. Cà. Cà. Uống sữa dừa không? Sữa đậu nành. Nghe luôn. Sữa đậu nành. Chuẩn bị hết giờ nha. Sữa. Đậu nành. Giọng nói của anh ngọt như trà vị chanh mật ong. Lại. Giọng nói của anh ngọt như trà vị chanh mật ong. Không nghe. Tao nghe. Đúng rồi. Lấy đi. Thôi bỏ cuộc đi em ơi. Hết giờ rồi, bỏ cuộc đi. Ây à, tình yêu của em bánh kem sốt như màu xanh của lá. Được dịch lại rất ngắn gọn, chỉ là sô-cô-la thôi. Sô-cô-la đâu? Sai. Đây, đó là bánh kem sốt đó. Mới là chính xác nha. Câu thứ hai là mẹ đi chợ mua giùm em bột nghệ nha. Thì nghe được trái cà thì nó cái phần à đó giống nhau trái cà. Rồi sao mà truyền qua cá. Rồi lấy chả cá, chả cua. Đâu chả cá cho cua đâu. Không ngờ cây xả luôn. Thôi ý là chả cá không ra cái lấy xả luôn. Cũng phần A đúng không? Sai luôn nha. Rồi. Ba thương con vì con giống trái thanh long. Ôi mày ơi, mới tao ôm không được. Hay lắm. Mặc dù là nghe ra long long rồi chăn trâu rồi nóng quá thì cái gì bông rồi thì cuối cùng nhảy thanh long được. Xuất sắc nhà Thanh Trần nha. Một món đầu tiên của đội mình nè. Tiếp theo. Hôm nay được uống dầu mè ngon muốn xỉu. Nghe ra coi phô mai con bò cười. Không phải nghe ra mà là bán nước mắm cười không à. Bán phô mai con bò cười đúng không? Quyết định cho tự lấy luôn, cuối cùng tự lấy gì nè. Tự lấy em như cái này. Wow. Tương ớt wasabi. Con chi vậy em? Tương thấy đặc sắc quá trời. Dầu mè à mà em. Này rồi sao? Mè xanh á. Rồi sai nha. Tiếp theo nè. Hôm nay bỏ Thanh Trần đi ăn bánh gạo vị ngọt với em. Dài gì nghe không tủ làm thơ. Xanh mặt liền. Cái bắt đầu nghe ra cà phê. Rồi bắt đầu diễn tả rồi này kia nọ đúng không? Cuối cùng lấy gì nè. Đâu? Cà phê hả em? Xài nha. Uống sữa dừa không? Cái câu ngắn gọn đơn giản thôi, nghe ra sữa đậu nành. Chứa sữa. Rồi dắt sữa đồ này kia nọ ha. Sữa đậu nành đâu? Sai luôn nha. Phải là sữa dừa mới đúng nha. Mình được một món rồi đó. Tạm thời là bần tạm thua ba cô. Cho nên là ba cô ghi được một điểm cho vòng này. Cộng với vòng vừa rồi hai bạn o điểm. Cho nên tỷ số hiện tại là 1-0 nghiêng về đội ba cô. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với vòng tiếp theo là vòng vào bếp. Bây giờ mình sẽ lần lượt mỗi bạn một lượt đọc qua một lần to rõ ràng đầy đủ cho bạn mình vừa đoán và vừa ghi nhớ cái món mà mình cần phải làm nha. Rồi xin mời. Bò cuộn lá lốt gồm có. Bò củ lá lốt gồm có lá lốt, thịt bò xay, đậu phộng, dầu mè, tỏi tiêu. Ủa chậm thôi mà. Hai lần nữa. Chậm thôi. Bò cuộn lá lốt gồm có lá lốt, thịt bò xay,
đậu phộng, dầu mè, tỏi, tiêu. Bò cuộn lá lốt gồm có lá lốt, thịt bò, xay, đậu phộng, dầu mè, tỏi, tiêu. Bò cuộn lá lốt, bò cuộn lá lốt. Bò lá lốt. Bò cuộn lá lốt, dầu mè, đậu phộng, ba kiểu mít. Dầu mè, dầu mè. Sao mè? Dầu mè. Tao nghe, tao nghe. Thịt bò. Ừ. Rồi. À, em. Bò đúng không? Bò. Xả, xả, xả. Chắc nó không biết lá lốt là lá gì đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó giờ chưa đi chợ bao giờ. Đậu phộng. Biết hả? Ủa đúng hả? Đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng. Dầu mè. Đậu mè. Đậu mè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dầu mè. Đâu ra mà đúng rồi. Đậu mè đâu ta? Để cái bên chị ba. Mình còn một kệ bên này nữa nha. Mè bên đây nè. Ôi, xuống đây. Ôi, 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 ôi. Đậu mè. Mắm đêm. Ủa mà ăn mắm nêm ta. Đậu phộng, đậu phộng. Ông Tông thấy mà. Ờ. Mắm bà. Mắm nêm. Mắm nêm. Mắm nêm, mắm nêm. Rồi đủ chưa? Vô nấu, 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 nấu. Bò lá lốt là vậy nè, bắt đầu đạch. Chị đậu phộng nó công chừa, đậu phộng vô. Bao tay, bao tay. Mang bao tay vào mấy chị ơi. Ướp, 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 ướp. Nè, bao tay vô, bao tay vô. Tay vào. Trời ơi, trời ơi. Ôi. Đây. Ủa mình không rửa rau luôn hả ta? Được. Ê ơi. Vâng. Hai. Được. Thấy nào? Ờ. Ủa, cho nó tròn á, cho nó tròn á. Rửa rau. Rửa rau. Đó. Được, được. Cái gì vậy? Ba rửa ăn bắt đi. Em ơi, chè. Chè. Ồ. Xôi thì theo. Ồ. Gì vậy? Đây, ừ đó. Ờ sao vậy phải không? Vậy phải không? Để đâu cũng. Ê, lá lốt, lá lốt. Bà bỏ vô lá lốt của tôi. Ê, còn mấy cái kia đâu, bỏ được không vậy? Bỏ mấy cái vô. Bỏ mấy cái kia vậy, em dụ vậy. Không bỏ những cái kia hả, không bỏ những cái kia hả, bỏ mấy cái kia vô. Ừ, tượng trưng á, giống má mình nhà hay nấu. Alo, alo má nè. Đó, đúng rồi, hết vô. Nghi ngờ quá. Cái đó có rồi. Cho nó thấm dây gì nè. Bà, trời bà lắp. Ê, không có kia gì hết á. Cũng vô, cũng vô. Nhìn là biết mấy bạn của mình đảm đang rồi ha cả nhà. Gà cuốn thôi, tượng trưng thôi. Ừ gọi là thôi, thôi. Mình... xong mình xào nó lên. Chiên, 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 chiên. Ê ê, cái gì mà tự nhiên bỏ vào đây rồi chiên luôn. Dầu quá. Ờ. Đúng rồi. Để cho nó ráo nước á, để nhà lên mở cho nè. Đó. Thanh xào. Thanh xào. Nè. Bỏ túi. Cho nó nóng chứ nha. Trời ơi. Đũa kìa. Cái đồ kìa. Ôi, có đũa, có đũa. Nè nè. Thôi thôi quá, mình đọc đúng rồi đó. Đó đó. Nè nó cứ cho nó mau chín. Mình vô luôn. Nấu bằng dao đó ba. Thơm quá, thơm quá rồi. Món này có vẻ có mùi đơn giản ha. Thơm không, thơm không. Có vẻ ngon, có vẻ ngon. Thơm không? Thơm, thơm. Thơm, thơm. À, đến thơm. Ủa đơn cả nhà vậy? Nha. Còn đậu phộng. Ừ. Đem dầm. Trang trí, trang trí. Chồng mới nói chụp phấn luôn á. Thật chín mà kêu chụp phấn. Còn nè. Không. Gì? Ê. Làm cái gì? Tay dính thịt. Người mùa này nhớ cơm mẹ nấu. Trời đất ơi. Ở đây không? Ở đây không? À, được mà, được mà. Được, tách cái này là có. Cái đậu phộng này ngon hơn. Trong khi này ta đậu phộng da cá thì sao mà ăn với bò lá lốt được. Trời đất ơi. Lấy cái đậu phộng da cá quý vị, là dầm ra, nó bể cái lớp vỏ ngoài. Còn đậu phộng ở trong, vớt cái đậu phộng ra xài. Còn cái da cá bỏ. Xây tạo thông minh. Hay quá. Thôi cười ta tí rồi mình cũng làm như cái gì luôn nha coi. 10 9 8, hết giờ, hết giờ. 7 7 7 6 6 5 Cái cài bỏ vô đi. 4 8 3
Đúng rồi, đúng rồi. Hai. Lớp xuống đất luôn. Một, ok, gãy được phạm lên. Một rồi. Đây, trả lời lẹ đi. 0.25. Không. Không. Rồi, bây giờ xin mời Bần cùng thuyết trình về món ăn của mình nè. Đầu tiên, đây là món bò lá lốt của nhóm em. Dạ, thì ở đây có bốn cuốn tượng trưng cho gọi là xuân hạ thu đông. Như riêng mùa hạ thì thường người ta nóng quá, người ta phải cởi bớt ra. Cho nên chúng ta thấy được cục thịt bò nó đang lò ra như thế này đây. Dạ, thì mọi người biết rồi đó, khi chúng ta ăn ở những nhà hàng Tây thì đồ ăn thường rất là ít mà cái dĩa rất là to. Cho nên là em đã kết cấu ra một cái dĩa sang trọng. Ào đó, trời, mọi người thấy không? Lúc đầu em đã lấy lộn đậu phộng cốt dừa. Em nó thú lắm, em nghiêng nó ra để em lấy cái phần đậu phộng bên trong, em rắc lên. Nhóm chúng ta may mắn là đã làm đúng cái món mà chương trình yêu cầu, đó là bò lá lốt. Thì mình đúng được cái gì? Đúng được thì lá lốt rồi nè, đúng được bò xay rồi nè, đúng được đậu phộng và đúng được dầu mè rồi. Mặc dù đậu phộng mình hơi chống chế chút xíu nhưng mà cũng thông minh đó. Mình đúng được 4 cái trên 6 cái. Bây giờ mời ba cô vào bếp. Chúng ta sẽ cùng vào bếp với ba cô và sự hỗ trợ của Bần. Ốc hương xào xáo gồm có ốc bươu, xả, ớt, tỏi băm, nước mắm, hành tím. Ốc bươu xào xả ớt gồm có ốc bươu, xả, ớt, bỏi, tỏi tăm, nước mắm, hành tím. Rồi, cuối cùng. Ốc bươu xào xả ớt gồm có ốc bươu, xả, ớt, tỏi băm, nước mắm, hành tím. Rồi xong. Ốc bươu xào xả ớt thì có ốc bươu, xả, ớt, tỏi tím, ốc bươu, hành tím, ớt tỏi, ớt tỏi, ớt tỏi, ốc bươu, hành tím. Cái gì? Ớt tỏi, ốc tỏi tím. Hành tím. Ốc bươu xào xào ớt thì có thêm gì ta? Hành tím. Ớt hành tím. Ốc bươu xào hành tím. Tím. Hạt nêm. Tím. Hành tím. Tím. Hành tím. Hạt nêm. Hôm nay mình kia có sẵn rồi. Rồi, nấu đi. Bây giờ mình làm gì ta? Rửa đi. Để cái này ra, đổ ra tô rửa. Rửa nè hả? Đúng rồi, rửa chứ em. Đã không cần đeo bao tay, không cần rửa ốc nữa. Hay không? Phụ nữ thì hiện đại nấu ăn, chúng ta sẽ không cần đeo bao tay và không cần rửa ốc nha các bạn. Để ăn liền thôi. Nghe chưa? Để người ta chưa? Sao nãy mình nấu mà lộn gì đó mà túi. Thế là mình trực rửa luôn á. Mới đầu ba không định rửa đâu, bắt đầu ta kêu rửa, có bắt đầu ba lôi nước, lôi muối ra rửa luôn. Là cuối cùng ba kỹ hay ba không kỹ? Xin chào quý vị khán giả. Không biết là quý vị khán giả đang theo dõi một cái màn nấu ăn như thế thì quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy chạnh lòng nhẹ nhẹ. Cảm thấy nhục nhã xương xương. Mình sao ạ? Cảm thấy thua rồi anh ơi. À thôi mà đừng bi quan quá, cuộc sống mà còn rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt nữa. Còn nhiều cái nhục trước mặt lắm. Đúng rồi, từ trải nghiệm nha. Ba cô gái chúng ta nhìn rất là đảm đang nha. Hy vọng là sẽ có một món ăn chỉnh chu, được nấu bằng kiến thức khoa học chứ không phải nấu bằng giác quan thứ 6 như bên mình. Mà người ta biết ướp luôn đó. Người ta biết ướp luôn đúng không em? Có ướp chứ. Dầu chưa? Đó phải đợi khô nước á. Thấy chưa, đợi khô nước luôn kìa. Nóng rồi đó, nóng rồi đây. Người ta biết để khô nước mới bỏ đợi dầu cho nó hết nước. Hồi nãy mình bỏ dầu cái nước tụng nó nóng. Nóng rồi. Tụi mình nè. Ít thôi. Thơm quá vậy. Cái này bò sau chứ. Để tè ớt cho đẹp. Đó bắt đầu người ta dư thời gian á, người ta kiếm chuyện ta làm, ta trang trí nữa. Còn hồi nãy cái dĩa của mình đẹp mà, không cần phải trang trí thêm. Rồi. Được rồi. Cho nó đẹp. Thích màu đỏ. Miệt mài tượng trưng thôi. Bây giờ chưa? Mười. Bây giờ. Từ từ. 8. Đổ cái ốc này. Hết nước đã, vẫn còn nước. 6. Đổ hết vào đi. 5 4 3 rồi. 2 1 0 Hết rồi. Ôi trời, nhìn cũng ngon chứ cả nhà. Rất là thú vị nha. Đây, món ốc bu của đội ba cô đã thực hiện xong. Mời cả nhà cùng xem qua. Rồi, một món ăn mà trong quá trình thực hiện thì có thể khiến cho đội bạn chạnh lòng ê chề và cảm thấy tủi hổ, không nói nên lời.
Mặc dù vẻ mặt cũng rất tươi tắn dễ thương nhưng mà bên cạnh đó thể hiện được cái sự ê chề trong lòng đúng không? Các em đừng buồn nha. Đây, món ốc bu xào sả ớt gồm có những gì? Ốc bu, sả, ớt, tỏi băm, nước mắm và hành tím. Thì mình không may mắn tìm được nước mắm và hành tím, mình không có nghe được cái từ khóa đó. Và mình đúng 4 từ khóa, có nghĩa là mình cũng đồng với lại đội bên này là cũng có 4 món được chọn đúng luôn. Thành ra là cả hai đội đều ghi được thêm 2 điểm. Vậy là bên này 2 điểm, bên này 3 điểm. Vậy là chúc mừng đội ba cô, các bạn đã trở thành những người chiến thắng. Và những người chiến thắng sẽ là những người được cái cơ hội thưởng thức những món ăn hết sức đặc sắc và thú vị đến từ đầu bếp 5 sao của mình ăn trưa nhé, đầu bếp Võ Hoàng Nhân. Còn các bạn thua cuộc thì sao? Chúng ta sẽ có quyền ăn những miếng bò lá lốt chúng ta đã làm hết sức đẹp mắt khi nãy. Mời các bạn nhập tiền. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chào đón anh Võ Hoàng Nhân là đầu bếp hết sức chuyên nghiệp và đem lại cho chương trình của mình rất là nhiều những món ăn đặc biệt nè. Vỗ tay chào đón anh nè. Chào anh Nhân, hôm nay là anh sẽ nấu cái gì cho tụi em ăn ta? Hôm nay anh mang đến cho các bạn, dĩ nhiên là các bạn thắng cuộc. Bữa nay mình thật ra thì để anh nhìn lại coi. Đội hình, đối với đội hình này thì có 5 cô gái xinh đẹp. Dạ. Cho nên nghĩ mình ăn mắm. Ủa anh liên quan gì tới cái sự xinh đẹp không? Và chương trình của mình thì ngoài cái việc là có con lươn nè, rất là nhiều dinh dưỡng phải không? Cá lưng nè, mua nước nổi mà. Thịt heo nhưng mà phải chọn thịt nách. Ồ. Nó mới ngon. Đây, em phụ anh. Ờ, Trung. Dạ. Cái này em chỉ cần đứng thôi. Đây, chú ăn đi. Không phải, không anh lo cho em đó chứ. Không phải các bạn biết sao không? Mỗi lần là Trung phụ anh. Nhưng mà ngày hôm nay mắm anh sợ nó bay vô rồi mình mất sang đi. Không sao, em dù cho gần bùn mà chẳng hôi tanh mười bùn anh nè. Cái cốt cách em nó sang nè, nó tỏa ra chứ nó không cần bên ngoài. Dạ rồi, anh muốn xả gì? Xả nè. Oh yeah. Xả nhiều, ớt nhiều và thơm. Phải xả nhiều nó mới thơm. Dạ, đúng rồi. Các em ăn cay được không? Dạ, được. Ít ít thôi ha. Khi mà lấy hai loại mắm này nấu với nhau ra nước cốt, rồi lấy nước cốt này mình mới nấu món, nó mới ngon được. À, vậy đó ha. Tại vì đơn giản thôi, mắm linh thì nó béo, còn mắm sặc thì nó ngọt. Dạ. Cái mắm thôi. Ngày hôm nay thì em thấy cái món của mình rất là thú vị nha. Khi mà vừa có thịt heo nè, vừa có cá linh mà vừa có lươn nữa. Ngon lắm nha cả nhà. Cả nhà biết ăn lươn hết không? Biết. Rồi hay. Xin lỗi. Hỏi. Thấy nhìn vô ánh mắt nên mình trả lời. Thật ra mắm nhà rau thì các bạn lưu ý là phải nấu rục cái phần ở dưới miền Tây đó. Thì thông thường người ta cho nước dừa vô người ta nấu. Nhưng mà thường cái nước cốt là sẽ để không được lâu. Cho nên anh thì anh nấu với lại nước sôi bình thường, cho lửa thiệt nhỏ, nấu trong vòng 30 phút thì nó tan cái xương ra, sau đó lược lại thì được. Các bạn hãy kỹ là để cả tháng. Đây. À, chung đố bạn chứ trong hai loại mắm này thì mắm nào là mắm cá linh và mắm nào là mắm cá sặc? Đúng rồi, cái này sặc. Rồi chốt chưa? Thì em chốt rồi, là cái này là sặc, cái này là linh. Đây là sặc, cái này là linh. Dạ. Đúng không? Đáp án cuối cùng của chúng ta. Em mời anh công bố, chứ cái này em biết. Ok, em biết em nói đi. Rồi. Trên tay phải của tôi đây, thưa quý vị và các bạn, đây chính là mắm cá sặc. Chính xác. Như vậy là coi như là chúng ta sẽ được ăn chung cái nồi lẩu, cái kiểu lẩu mà cái kiểu hết sức là thú vị như thế này ha. Thực ra mọi người biết sao không? Tại vì đúng ra là chỉ có đội thắng cuộc nè, Trung và anh Nhân ăn thôi, mà tại thấy mình nấu cũng hơi nhiều đó. Tại vì nói là bữa nay khách của mình rất là chịu ăn, rất là thích thưởng thức đúng không? Cho nên là cố tình nấu bự vậy để cho mọi người ăn chung luôn. Bây giờ mình nêm nấm rồi nè. Rồi. Bây giờ anh sẽ cho cá linh vô. Dạ. Các bạn biết cho cá linh vô chi không? Dạ, đây là mắm. Là nó có chất cá. Anh sẽ cho cá linh vô nó ngon hơn. Dạ. Nó béo hơn. Ủa là mắm. Bình thường lẩu cá miền Nam người ta hay cho cá gì ta? Dạ. Cá hú. Dạ đúng rồi. Cá tra hoặc cá bông lau. Dạ. Lại có heo quay. Đúng rồi, đúng rồi. Ai thèm nào? Hai đứa thèm. Ba ai cũng dơ mà dơ thì mị lắm.
Ủa em, anh nghĩ là em phải thèm nước chứ. Dạ, và em khiêm tốn. Khiêm tốn ghê. Trung, bây giờ nhiệm vụ cao cả của em là em đem thử. Rồi, tức là anh rất là tin vào vị giác của em đúng không? Đúng rồi. Dạ. Em mà bánh em theo khẩu vị của người miền Nam nghe. Dạ, em người miền Nam. Ừ. Em mạng phép. Anh này không biết có phải là em bị mùi quá không chứ em thấy ngon rồi. Cái mùi là cái mùi ngon rồi không? Thật ra nêm cái này chủ yếu là nêm mắm. Và cái quan trọng chỉ cần nghe mùi mắm quá nhiều mùi mắm có nghĩa là bị mặn. Bị mặn, dạ. Nhưng mà chưa nghe thì nó có vẻ là chưa đủ mặn. Chưa đủ, chưa có đủ độ đậm đà. Tại vì lát một chút nữa các bạn còn bỏ rau vô. Ngon lành quá. Rồi, lúc cuối mình sẽ cho một ít cái nước mắm lại nữa để cho nó dặn cái vị. Các bạn thấy nấu món này cũng nhanh. Chỉ có cực là lúc sơ chế thôi. Ví dụ như lương đồ là mình phải làm sạch với lại rượu, với giấm vân vân. Còn ngoài ra tất cả làm nó nhanh lắm. Dạ. Ăn thôi, xong rồi. Xong rồi. Còn chừng chừng gì nữa, nhập tiệc, nhập tiệc. Rồi, cả nhà ăn đi. Rồi, mình bỏ rau vô nè. Bỏ rau vô. Đây. Đi má, đây này con. Rau nhút nữa. Rau nhút. Đau miên điện. Gấp luôn nha. Sung rồi, xuống nè. Gấp luôn á. Ý là bà bỏ xuống chị. Ý là tin là đây. Để tôi làm luôn chứ. Ý là cái chết. Rồi, được rồi đó. Cũng lên đi tôi. Dạ. Ngon quá nhỉ. Về miền Tây mà không ăn món này thì không phải về miền Tây. Ủa anh này mình không ăn với bún hả anh? Thật ra thì ăn bún là cái chuyện bình thường. Bây giờ mình sẽ ăn với cơm. Và cơm đấy. Đúng rồi, tại vì nhà em ngày xưa giờ ăn lẩu mắm nào cũng ăn với cơm hết trơn á. Dạ, với nước mắm mặn nữa. Rồi cả nhà ăn đi nè. Ăn đi. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Thật ra với miền Tây á, các bạn biết còn nhúng cái gì nữa không? Dạ. Lục bình. Người ta lấy cái hoa lục bình á, ta bỏ vô người ta trộn vô ăn. Dạ. Lục bình là giống cái bèo đúng không? À, đúng rồi, trôi trên sông đó. Thôi. Theo em thì mình không bỏ giá người ta. Cái món này sẽ rất dễ ăn cho những người chưa biết ăn mắm. Tại vì cái mùi mắm nó không quá nồng và nó không có quá khó chịu cho những người chưa bao giờ biết ăn mắm. Và em thấy nó rất là thanh nè, vừa không có bị mặn, cũng em biết nó sao. Tại là em nghĩ khi mà em ăn cái này vào thì em nghĩ anh phải nấu thời gian rất là lâu, mà không ngờ nấu nhanh đến như vậy. Thật ra thì thường mắm của mọi người nấu hay bị mặn nhiều hơn một chút cho đậm đà đó. Nhưng mà như vậy thì đối với một số các quý vị nào mà bị cao huyết áp thì khó ăn. Dạ. Cho nên mình nấu nó vừa phải. Ăn canh hả? Được rồi. Nhưng mà nếu mà nhà canh nấu một cái nồi mắm rất là to á, thì mình sẽ nấu lạt hơn chút xíu. Đúng rồi. Thăm đi thăm lại nó sắc lại từ từ nó. Đúng rồi. Thôi cả nhà. Mình cảm thấy sao? Mình như thế nào nè? Đậm đà đúng không? Dạ. Có đây. Vô địch. Thịt heo sao? Thịt heo bảo luôn á. Thịt heo nè. Vừa mềm ha, vừa đủ mềm, không có bị da, không bị cứng gì không hết. Không béo quá. Thịt heo là dẫn trước luôn rồi. Mọi người xì xụp bên nồi lẩu là biết cái thành quả của mình được mọi người đón nhận rồi. Theo em á, thì hôm bữa em về quê em ăn á, những cái quán khác thì người ta nấu cái hương vị nó hơi bị mặn, có chỗ thì mặn nhiều, còn có chỗ thì lạt quá. Có chỗ thì cũng không có vị luôn, nhưng mà cái này ăn thì rất là vừa phải anh, không có bị kiểu gì như quá lố. Ngon, nói chung là ngon đó anh. Nói chung là ngon đúng không? Dạ. Thấy là em ăn ngon miệng là thấy là biết ngon rồi. Đó, còn ba cô gái bên mình thì sao nè? Ba cô gái này im lặng ăn là mọi người cũng hiểu rồi ha. Mình giả bộ mình kìm lại xíu, mình nêu cảm nghĩ được không nè? Lần đầu tiên em ăn lẩu mắm hồi trước á là có nghe tên rồi, nghĩ là chắc là bữa nước mắm vô rồi, nước mắm mưa rồi vô rồi. Đó, xong rồi em không ăn nên là đây là lần đầu tiên em được thử lẩu mắm rất là ngon. Đó là lý do anh nói là lẩu mắm mà nhân nấu có thể là rất dễ ăn cho những bạn lần đầu tiên lẩu mắm, tại vì nó không có quá mặn hay là nó không có quá nồng mùi mắm như là bạn của mình đã chia sẻ. Còn bây giờ nè, là mình phải cảm ơn anh Nhân đã cho tụi mình biết
một cái món hết sức là lạ luôn. Tuy là lẩu mắm nhưng mà cái cách chế biến và cái nguyên liệu ở trong đó cũng khá là lạ so với những lẩu mắm mà mình đã từng ăn rồi đó. Cảm ơn anh Nhân đã mang đến cho chương trình những món ăn hết sức là độc đáo. Qua mỗi một tuần là Trung lại được thêm rất là nhiều những cái kinh nghiệm về ẩm thực nữa. Mặc dù em rất thích ăn nhưng mà rất là ít biết nấu, nhưng mà bây giờ anh Nhân từ từ coi như là luyện cho em đó cái khả năng nấu rất là nhiều. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi trưa ngon miệng. Hẹn gặp lại mọi người vào 12:30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 cùng với mình ăn trưa nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.